nhịp chết không còn buồn, và lời ca cũng đã đông đầy. Tôi như nghe thấy tất cả mọi điều, ngoài chưa câu trả lời từ em. Tôi vẫn cứ đến mình nữa rồi. Sao em không nói hết một lần với tôi? Liệu rằng tôi nên buông tay hay cứ cố níu lấy? Nếu quá đau để buông lời than vỡ, hãy coi định mệnh là cái cớ. Buông tay hay cứ cố níu lấy? Nếu quá đau để buông lời tan vỡ, hãy coi định mệnh là ngày cớ cho câu trả lời. Để ánh mắt cuối ta chào nhau, chẳng thắc mắc trước thương hại nào. Thank you.